Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã đến với Máy Công Cụ Việt Nam com. Bên mình thì chuyên về những dòng máy công cụ cầm tay của Dewalt, Bosch, Makita và DCA. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một dòng máy cắt gạch cầm tay sử dụng điện 220V của Dewalt. Thì dòng này sẽ có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất, đây là một dòng có công suất rất cao, 1270W. Thứ hai, máy của Dewalt thì hiện tại là bảo hành cho anh em đến 3 năm. Và cái thứ ba là nó sử dụng cái lưỡi phổ thông là lưỡi 110 đó. Thì bây giờ anh em sẽ xem qua một chút về cái thông số kỹ thuật của máy nhé. Máy thì có công suất là 1270W này, tốc độ không tải cũng khá là cao, 13.500 vòng trên phút cơ, sử dụng lưỡi phổ thông và lưỡi 110 đấy. Thì cái con này là anh em mình cắt được cả hô cả ướt nhé, bởi vì máy sẽ trang bị kèm cho mình luôn là một cái ống nước đây. Đây là ống nước đi theo máy nhé. Thì cái này thì khi nào anh em dùng thì anh em gắn vào nhé. Ngoài ra thì hãng cho anh em thêm là một cái bộ dụng cụ để anh em tháo mở lưỡi. Thì máy này sẽ sản xuất tại Trung Quốc nhé, tuy nhiên nó vẫn là một sản phẩm chính hãng của Dewalt, và tất cả những sản phẩm chính hãng thì đều sẽ có. Đây là cái tem chống giả này, thì khi mà anh em mua về thì mình cào cái tem này ra nhé, vừa nhắn tin để kích hoạt bảo hành điện tử và vừa để kiểm tra chính hãng luôn. Đó, đây, Dewalt đây, nổi, chữ nổi ha. Đó. Đấy, gắn phun nước thì anh em sẽ gắn ở phía đằng sau này. Đấy, con này, đây là chỉnh cái độ cao của lưỡi ha. Mặt bàn đây. Mình lưu ý anh em một chút nhé, là con này thì sẽ chỉ dùng để cắt thẳng nhé, chỉ cắt thẳng chứ sẽ không dùng để cắt nghiêng nhé. Đó. Đây, nếu mà cầm trên tay thì cũng rất là gọn. Đó. Thì nếu mà anh em cần một con máy mà khỏe, giá thành tốt và bảo hành dài hạn ấy, thì anh em hãy tham khảo cái dòng sản phẩm này của Dewalt nhé. Bảo hành 3 năm thì hiện tại là lâu nhất trong các hãng rồi. Bởi vì mình bán có cả Makita, cả Bosch nữa. Thì Makita là bảo hành 6 tháng và Bosch là bảo hành 1 năm. Đó. Rồi, anh em cần tham khảo thêm sản phẩm gì thì có thể vào website của mình đây, máycôngcuvietnam.com, hoặc là nhắn qua Zalo mình nhé, 0847 886 300 nhé. Đó, thì mình sẽ tư vấn cho anh em những cái dòng máy phù hợp với cái yêu cầu công việc cũng như là cái mức tiền mà anh em muốn đầu tư. Đó. Còn đây là mình cũng quay rất nhanh thôi để anh em xem những cái dòng máy cắt gạch này của Dewalt nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã đón xem video. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.